Các anh chị của chú đã quay trở lại kênh Lê Diễm Nấu Ăn Ngon Mỗi Ngày. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị món cà ri hải sản nha, rất là ngon. Cái món này thì mình chấm bánh mì, ăn bún đều được nha, ăn cơm cũng rất là ngon luôn. Và bây giờ Diễm xin mời các bạn vào bếp để thực hiện cùng Diễm nha. Đây là các nguyên liệu cơ bản để mình làm món cà ri hải sản nha các bạn. Sả, ớt, hành, trái bắp, sữa tươi. Nếu các bạn không dùng sữa tươi thì mình có thể thay thế bằng nước cốt dừa ha. Và bột cà ri, ở đây là cà ri hũ, và thêm một ít bột cà ri nha các bạn. Và các bạn muốn ăn cay thêm á, thì mình có thể thêm sa tế ha. Và bên đây là ốc hương và bào ngư. Và đây là những con cua nó còn sống nha các bạn. Có hai cách để mà mình có thể dùng cái kéo á, mình đâm vào cái yếm đó nè. Nhưng mà Diễm thì Diễm không dám làm, nên Diễm sẽ cho nó vào cái thau nước này, cho nó nhanh, nó nhẹ nhàng hơn, cho nó nhanh xỉu để mình sơ chế nó nha các bạn. Các bạn cứ cho nó vào cái nước này, là cái nước đá này nè, là nó tự xỉu thôi. Mình nó thấy lạnh quá nó bơi nó lội. Để cho cua nó xỉu thì mình sẽ đi luộc trước cái bắp này nha các bạn. Bắp thì các bạn sắc khoanh như này nè, xong rồi mình đi luộc sơ qua nha các bạn. Lần đầu tiên mình thấy con bào ngư luôn này các bạn. Một lát nữa mình làm thử coi mình ăn nó như thế nào nha. Nước sôi mình cho bắp vào mình luộc nha. Phần sả này thì các bạn cắt khúc ra và mình đập dập dập. Tỏi mình cũng băm nhuyễn để sẵn nha các bạn. Cái phần cua này sau khi mình ngâm nó được 20 phút rồi này các bạn, nó xỉu rồi đó chứ nó cũng chưa có chết. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra và mình sơ chế nha. Dây ra và mình sẽ tách cái yếm của này của con cua ra nha các bạn. Sau khi mình rửa nó sạch sẽ thì các bạn sẽ cắt đôi con cua ra nha. Sau khi cắt ra làm đôi á, nếu cái càng mà con cua mà nó to á, thì các bạn nên dùng cái chày để đập cái càng ra để cho nó thấm gia vị ha. Còn cái con cua này nó hơi nhỏ nên mình để luôn, mình không có đập cái càng ra nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi xào luôn nha. Chảo nóng lên. Mình xào cái này nè, các bạn xào cái chảo to to một tí nha. Mình làm món này thì mình không cần luộc cua trước nha các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ vào và mình chiên luôn là nó chín là được. Vào nóng thì các bạn sẽ cho tỏi vào trước nha. Tỏi thơm thì các bạn cho xả vào luôn. Tỏi với anh xả mà gặp nhau này thơm cực kỳ đó các bạn. Rồi các bạn thấy thơm rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cua vào luôn. Các bạn nhớ nha, nếu mà con cua nó to quá thì nhớ đập cái càng ra. Còn do con cua này nó cũng bé bé nên mình để cái càng luôn, nên mình không có đập ra. Cái càng này đập ra cho nó thấm gia vị vào nha các bạn. Các bạn chiên cua mà thấy nó đỏ như thế này thì mình sẽ cho vào đây trước một bịch sữa tươi nha. Rồi các bạn cho cà ri vào luôn nha. Cua nó lâu chín á nên mình làm trước, còn ốc hương với lại bào ngư thì mình sẽ cho sau. Cho hai gói, cho hai loại cà ri vào cho nó thơm, một loại cay một loại không cay đó các bạn. Rồi các bạn nêm vào đây luôn nha. Một muỗng nước mắm, muỗng nhỏ thôi nha các bạn, ít cà no nó phù hợp với lại cái số lượng mình làm nha các bạn. Và một ít bột ngọt. Rồi các bạn nấu cái hỗn hợp này lên nha.
Khi các bạn bỏ hết các gia vị vào rồi á, thì mình sẽ bỏ ốc hương và bầu ngư vào. Ốc hương bầu ngư mình đã rửa sạch rồi, mình bỏ vào luôn nha các bạn. Và các bạn cho hết cái bịch sữa tươi còn lại vào luôn. Và bắp mình đã luộc rồi đó, bây giờ các bạn sẽ cho vào đây luôn nhé. Rất là thơm lắm các bạn ơi. Nếu các bạn ăn cay thì các bạn có thể bỏ thêm sa tế vào nha. Một chảo thật là hấp dẫn. Với cái món này thì mình có thể ăn bánh mì nè, ăn bún nè, rất là ngon ha. Và khi bỏ hết ra vào thì mình sẽ nấu thêm 10 phút nữa nha các bạn. Nhìn nó hấp dẫn quá các bạn ơi. Nhìn cái muốn ăn liền luôn vậy đó. Sau khi nấu gần chín á, thì các bạn nêm nếm lại một lần nữa nha. Mà mình sẽ bỏ vào đây thêm một tí đường. Và các bạn cứ nếm gia vị sao cho nó phù hợp với gia đình mình là được nha. Với chấm bánh mì thì các bạn làm cho nó hơi đậm đà tí ha, để mình chấm bánh mì cho ngon nha các bạn. Mình sẽ nấu cho cái nước này nó kẹo lại một tí nữa sẽ rất là ngon nha các bạn. Sau khi các bạn thấy cua của mình chín và mình nêm nếm vừa ăn thì các bạn sẽ cho hành cắn, củ hành cắn mình sắc mỏng mỏng vào nha. Nếu các bạn thích ăn thì bỏ vào, còn không thích ăn thì thôi, nhưng mà các bạn nên bỏ vào cho nó ngon ha. Tại vì nhiều khi có nhiều bé nó không có thích ăn á. Và mình sẽ cho vào đây một ít ớt luôn nha các bạn. Đó. Đây là cái món cà ri hải sản của Diễm đã hoàn thành rồi nè các bạn. Món này các bạn có thể chấm bánh mì, ăn bún đều được nha. Rất là thơm luôn, thơm mùi sả, mùi cua và rất là ngon nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Và nhớ bấm nút đăng ký, bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của Diễm nha. Bây giờ Diễm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bây giờ mình phải đi ăn thôi, nó ngon quá đi các bạn ơi.